Xin thưa đại kính chào quý vị khán giả của Việt VN. Chúng ta gặp lại anh rất nhiều lần. Ok, bình luận quen thuộc. Trong bản tin tối nay, chúng tôi cùng bình luận về một cái vấn đề hiện nay trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các cái đài phản động nước ngoài vốn có cái truyền thống thù địch với nhà nước Việt Nam như là BBC, RFA, RFI, đặc biệt là loạt các Facebook của dân chủ trong nước thì đồng loạt đấy quay ra bênh vực Thiền Am bên bờ vũ trụ và lại xuyên tạc cho rằng đó là nhà nước mình đàn áp tôn giáo. Để làm rõ hơn cũng như rộng đường dư luận và có một cái góc nhìn nó khách quan, chúng ta cùng gặp lại anh Xuân Như Lân trên diễn đàn. Mời anh Lân. Vâng, mời anh ạ. Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con. Thời gian gần đây thì chúng ta biết là có cái xảy ra cái vụ Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cái vụ này thì thực ra thì nó đã diễn ra lâu rồi. Và như hôm nọ tôi đã nói với bà con, nó cũng đã một lần đã có một người cá nhân đó là tên là Nguyễn Xin ấy, thì đã đứng ra để tố cáo. Thế sau đó thì câu chuyện nó lại được dịu đi. Và nhưng mà đến gần đây thì nhất là sau khi mà có bố mẹ của một cô gái bị mất tích trong cái khu vực Thiền Am đó đã lên cái chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng để tố cáo, thì lúc đó vấn đề mới lại được đặt lại. Và hiện nay thì cơ quan công an đã chính thức vào cuộc. Mấy ngày qua thì như chúng ta đã biết, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa rất nhiều về vấn đề bắt giữ những cái tại khám xét và bắt giữ tại Việt Nam này, và cũng đã tìm ra một số các cái tội danh của Lê Tùng Vân cùng đồng bọn ở trong này. Hôm nay thì theo thông tin chính thức hôm qua thì đã chính thức bắt giữ ba kẻ ở trong đó, còn riêng Lê Tùng Vân kẻ chủ mưu vì tuổi cao sức yếu cho nên được cho phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Để cho rộng đường dư luận thì tôi xin kính mời bà con ở trên màn hình của chúng ta, đó là trích ra của rất nhiều các đài truyền hình phát công khai. Thế nhưng mà tôi thì tôi sẽ phát một một chương trình thôi để phục vụ bà con, nhưng cái chính ấy là để chúng ta cùng thấy rằng một sự công khai rất là đầy đủ. Vâng, xin mời chúng ta cùng nghe. Khởi tố vụ án liên quan. Thưa quý vị, sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, về ba tội danh. Thứ nhất là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Và thứ ba là tội loạn luân. Kết quả điều tra bước đầu xác định kết quả giám định ADN của Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tỉnh Thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tùng Vân. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa bà con. Như vậy là đã rõ nhé. Như tôi đã nói bà con đây này, đây là tôi chỉ sưu tập ở đây mà chỉ đã có khoảng 5 đài truyền hình khác nhau đều đưa tin. Như vậy ý tôi muốn nói với bà con là chúng ta là công khai, chúng ta công khai thông tin chứ không phải là giấu giếm gì cả. Mà cái câu chuyện này thì phải nói thật, tôi nghĩ rằng chính lực lượng an ninh của Long An ấy cũng dù sao cũng đã có sự nương tay trước đây đó. Chứ còn đúng ra ấy, với nếu đây mà không phải là một cái chỗ mà của những người già rồi để giả tu hành thì tôi nghĩ rằng đã bị triệt phá từ lâu đấy. Thế nhưng vì đây dù sao nó cũng ở chỗ này bọn chúng giả tu hành, nhưng mà tôi nghĩ rằng các chiến sĩ an ninh của Việt Nam cũng hiểu rằng khi đụng vào đây thì thế nào về các cái thế lực xấu chúng cũng sẽ bắt đầu có những cái luận điệu. Mà gần đây nhất thì như chúng ta nhìn trên màn hình đây, đây là đài Á Châu Tự Do đã đăng một cái bài viết của tên nhạc sĩ bất mãn, nhạc sĩ tôi có thể gọi là nhạc sĩ mất dạy, tên nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thế như chúng ta đã biết thì Tuấn Khanh trước đây thì hình như là một kẻ mà một nhạc sĩ trước đây đã thổi kèn saxophone rất là hay, hình như là nghệ sĩ thổi kèn saxophone tương đối nổi tiếng ở Việt Nam.
và lại còn sáng tác nhạc nữa. Nhưng sau đó thì bất mãn và hình như hiện nay thì nó đã ra định cư ở nước ngoài, có đúng không Bảo Trâm nhỉ? Không, Tuấn Khanh vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh và Tuấn Khanh thì không phải thổi kèn đâu, không phải thổi kèn đâu. Và Tuấn Khanh thì là thường chứa chấp những tên dân chủ ngoài Bắc vào miền Nam lẩn trốn như Đoan Trang chẳng hạn. Thời gian mà Đoan Trang trốn truy nã ở Hà Nội ấy, thì Đoan Trang có ở vườn rau Lộc Hưng, sau đó vườn rau Lộc Hưng bị triệt phá thì Đoan Trang có về nhà Tuấn Khanh, và tại nhà Tuấn Khanh thì Đoan Trang có nhiều ca khúc thu âm ở nhà Tuấn Khanh vì nhà Tuấn Khanh có phòng thu âm anh ạ. Vâng rồi, thế tôi còn xin lỗi bà con là đấy, theo thông tin của Bảo Trâm thì Tuấn Khanh thì không phải là tôi trông giống cái tay nó thổi kèn nhưng mà hóa ra không phải. Thế nhưng ở đây thì nó là một trong những tên nhạc sĩ bất mãn, và chính vì vậy nó đã sáng tác một số các cái bài hát, và đặc biệt là nó, như Bảo Trâm nói là nó chưa chấp bọn hoạt động dân chủ ở ngoài Bắc giảm vào trong Nam. Và gần đây thì trên trang của đài Á Châu Tự Do, tức là cái đài RFA đó, thì nó có đăng tải cái bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ví dụ như là tôi xin đọc một trích một đoạn cho bà con chúng ta cùng nghe. Cách làm này dẫn đến việc tạo nên một đám đông rộng lớn ủng hộ việc trừng phạt những người ở tỉnh thất Bồng Lai ở trong một trung tâm, trong một tâm trạng ghét bỏ, và lợi dụng những điều đó chính quyền có thể hành sự những điều bất minh và vô pháp trong việc kết án những người này, tạo tiền lệ về một xã hội không còn an toàn trong khung luật pháp và cổ vũ những kiểu hành động dưng dú. Vâng, đấy là cái bài viết của nhạc sĩ bất mãn Tuấn Khanh viết ở trên trang của đài Á Châu Tự Do. Rồi ở trên đài VOA, tức là cái đài tiếng nói Hoa Kỳ đấy, ngày xưa là tiếng nói Hoa Kỳ, rồi đài BBC thì chúng ta cũng thấy đều có xuất hiện những cái bài viết đều có, vâng, đều có những trang viết, hoặc ở một số các cái trang mạng xã hội, rồi một số trang báo của nước ngoài. Đây, ví dụ như tôi check ra ở đây thì bà con chúng ta thấy là cũng là một trong những xuyên tạc của một số các cái hãng thông tấn của nước ngoài. Chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái chuyện rất dở, rất buồn cười như ở chỗ này, báo cáo bà con. Mặc dù các cái đài như BBC, như RFA, như VOA, như RFI, như Úc Châu Tự Do và một số các hãng thông tấn lớn, thì họ lúc nào họ cũng rất tự hào rằng họ đã có truyền thống, và thật sự là họ có truyền thống đấy. Từ khi tôi biết, tôi lớn lên và tôi biết thì đã có đài tiếng nói Hoa Kỳ, đã có đài BBC của Anh, rồi đài RFI, đài Úc Châu Tự Do là cũng có từ những cái thời rất lâu rồi. Đúng, nếu mà nói về họ có rất lâu, và dù sao những cái đài này báo cáo bà con không phải họ chỉ phát bản tin tiếng Việt đâu, mà họ phát bản tin tất cả các thứ tiếng ở trên thế giới, trong đó có bản tin tiếng Việt. Thế thì rõ ràng họ cũng là những đài lớn và họ cũng là những hãng thông tấn lớn thật, chứ không phải là chỉ là tin đồn. Thế nhưng mà tôi thấy họ lại làm việc cái kiểu nó không phải lớn. Nó không phải lớn ở cái chỗ là như này. Rất nhiều người thì cho rằng là BBC chẳng hạn là một trong những cái đài mà đưa tin rất trung thực và rất đúng mọi vấn đề. Cái thời gian trước đây mà thời kỳ còn chiến tranh thì bản thân tôi thì thoảng cũng có nghe đài BBC, thời gian đó là phải nghe trộm báo cáo bà con, hoặc là đài tiếng nói Hoa Kỳ, thì chúng tôi thấy rằng có vẻ như có một vài chương trình họ tường thuật, tôi cảm nhận thấy là họ nói đúng, nó chính xác. Thế rồi sau này, rồi những cái câu chuyện xảy ra ở trong nước chúng ta, thì thực ra hồi đó cái thông tin ở trong nước chúng ta nó rất là hạn chế, và chính vì vậy chúng tôi thường bị những cái đài đó nó ru ngủ, và chúng tôi cứ nghĩ rằng nó là đưa những thông tin trung thực. Nhưng không, sau khi mà bắt đầu tôi đi sâu vào nghiên cứu, đặc biệt là từ khi mà bắt đầu biết rằng có những cái luận điệu xuyên tạc để nó chống đối lại đất nước Việt Nam chúng ta, thì chính các cái đài này nó là những cái nọc độc rất lớn để nó đưa ra những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Như tôi vừa nói bà con ấy, nó thì nếu nói về tầm vóc của nó thì lớn, nhưng mà cái hành động của nó đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì không lớn một chút nào. Vì sao? Vì bà con thấy từ trước đến nay, tức là ở đất nước Việt Nam chúng ta mà cứ diễn ra cái gì, cứ diễn ra một cái vấn đề gì đó, thì bao giờ những cái nhóm đài này nó cũng nói ngược lại. Đó, nó không lớn được cái chỗ ý đấy bà con, đúng không? Anh lớn nhá, có thể, nhá, tôi nói thật là như này, có thể là nó cũng phá hoại đất nước chúng ta, nhưng nó cũng phải nghĩ được rằng
nói cái gì cũng phải ở mức độ vừa phải, xuyên tạc cái gì cũng ở mức độ vừa phải thôi, thì người dân người ta có thể mập mập mờ mờ người ta có thể nghe có thể không. Nhưng bây giờ mà nếu xuyên tạc một cách trắng trợn hoặc là cái gì cũng cứ nói ngược thì báo cáo với bà con thực sự mà nói rằng rõ ràng ở đây chắc chắn những người nghe, đặc biệt là những người nghe tỉnh táo thì sẽ phải đặt vấn đề ngay rằng tại sao họ lại là như vậy. Và không khó để mà nhận ra rằng đó là những thế lực thù địch, đó là những cái loa rẻ mà nó đang muốn phá hoại đất nước Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta thì báo cáo với bà con rằng như tôi đã nói, nó nằm ở trong một cái dải đất giữ, và chính vì vậy các thế lực thù địch từ nước ngoài nó dò mò rất nhiều. Đấy. Đất nước chúng ta thì bị tất cả các thế lực có thể xâm lược được là chúng xâm lược trên thế giới này, từ lớn đến nhỏ, đó, từ thực dân Pháp đến quốc Mỹ phát xít Nhật cho đến bành trướng Trung Quốc. Vâng, thế rồi ngoài ra thì vì đất nước Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ nhưng mà có cái tính khí cột cường, đó, không chịu khuất phục. Và chính vì vậy, với cái tiềm thức đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định là đưa cái đất nước Việt Nam chúng ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và của Lenin đã vạch ra. Thì bà con, như bà con đã biết ý, thì chính là con đường xã hội chủ nghĩa là một con đường rất tốt đẹp cho xã hội loài người. Nhưng mà các thế lực thù địch, đặc biệt là các thế lực tư bản thì chúng không muốn như vậy. Thời kỳ Liên Xô còn đang rất hùng mạnh thì các nước xã hội chủ nghĩa nó làm cái gai ở trong mắt. Đấy. Và chúng đã tìm mọi cách để chúng phá hoại, và chúng đã thành công phá tan đất nước Liên Xô và tiếm mất cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ đó giờ đi thì báo cáo bà con hiện nay ở trên thế giới này chỉ còn có mấy nước cộng sản, mấy nước mà trước đây đi theo con đường xã hội chủ nghĩa còn tồn tại, đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, là còn Venezuela là sau này mới tuyên bố là xã hội chủ nghĩa nhưng họ cũng không đi hẳn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Và nếu mà nói từ thời kỳ còn Liên Xô thì hiện nay có còn bốn nước còn tồn tại, đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba. Đấy là bốn cái nước mà còn tồn tại lại các đảng cộng sản đang lãnh đạo. Tất nhiên là các nước này cũng đã có một số sự thay đổi, nhưng mà sự thù địch thì của các thế lực thù địch ở trên thế giới nó vẫn nhắm vào bốn cái nước này. Trung Quốc là một nước lớn, họ có tiềm lực quân sự và kinh tế đến bây giờ là rất mạnh, vì vậy các thế lực thù địch rất khó có thể làm gì được ở trên nước họ. Thậm chí như chúng ta biết, ngay cả cái mạng xã hội họ cũng không cho sử dụng mạng internet ở trong nước họ, mà họ là thành lập, họ sẽ thiết kế ra một cái mạng riêng của đất nước họ sử dụng. Như vậy thì các thế lực thù địch rất khó có thể tấn công được vào đất nước Trung Quốc rộng lớn và hùng mạnh. Cho nên cuối cùng thì các cái mũi dùi hiện nay nó chỉ còn chĩa vào ba nước, đó là Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Và đối với Bắc Triều Tiên thì họ thì cũng khó hơn ở cái chỗ đó, Bắc Triều Tiên họ đóng cửa toàn bộ, bế quan tỏa cả. Chính vậy cho nên là để mà tấn công được họ cũng rất khó. Hiện nay Bắc Triều Tiên, các nước ở bên ngoài có rất ít thông tin về họ. Đấy, chính vì vậy cho nên là, nhưng Việt Nam chúng ta thì lại khác. Việt Nam chúng ta một nước mở cửa, chấp nhận mở cửa từ khi đổi mới. Và chính vì vậy cho nên chúng ta chấp nhận tất cả sự tự do từ internet cho đến tất cả. Và chính vì vậy thì Việt Nam chúng ta hiện nay tôi có thể khẳng định là bị tấn công mạnh nhất trong nhóm bốn cái nước mà do Đảng Cộng sản có lãnh đạo. Vâng, Việt Nam chúng ta đã bị tấn công mạnh nhất. Có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra trên đất nước chúng ta thì báo cáo với bà con rằng đều tự nhiên nó thành chuyện rất lớn. Vâng, có thể chỉ là một cái vấn đề mà xã hội nào cũng có thể xảy ra, có thể là một cái vấn đề rất nhỏ, đúng. Nhưng mà tự nhiên đối với Việt Nam chúng ta thì cũng sẽ bị thổi phồng lên. Tôi nói ví dụ, ở các nước họ bắt những kẻ chống đối, thậm chí họ bắn chết như ở Mỹ, rồi ngay ở Thái Lan, và gần đây là Philippines. Ông Duterte vừa rồi lại tuyên bố là tất cả những ai không chấp hành trong công tác phòng chống dịch, vì Philippines này đang bị dịch nó tàn phá, thì được cảnh sát được phép bắn hạ. Thế nhưng mà có sao đó, đúng không bà con? Không. Thế nhưng đối với Việt Nam chúng ta chỉ cần trừng trị những kẻ chống đối hoặc trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật là lại có chuyện. Và quay trở lại cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, hay là còn gọi là Thiền Nam Bên Bờ Vũ Trụ đó, thì nó cũng không nằm ngoài cái mục đích đó. Vâng, hiện nay các thế lực thù địch nó đang nhắm vào đây, và nó đang có thể nói rằng
đưa ra những câu chuyện, đưa ra những tình tiết. Mà rõ ràng có một cái điều như thế này, báo cáo bà con. Hai cái tội trước thì tôi không nói, nhưng cái tội loạn luân thì thế giới cũng cấm. Các nước tôi được biết là họ cũng rất nghiêm ngặt trong cái vấn đề đó. Vì khoa học đã chứng minh rằng nếu mà sinh ra trong một cái cùng hệ gen thì sẽ thui chột và có thể cái trí tuệ nó bị rất kém. Chính vì vậy cho nên thế giới người ta đã cấm. Trước đây là người ta cấm 5 đời, nhưng đến gần đây thì khoa học cấm 3 đời là anh không được sinh hoạt, là không được sinh con đẻ cái trong 3 đời. Vâng, thế thì ở đây rõ ràng là gì? Cái đó là thế giới cũng còn cấm và các nước họ cũng xử lý rất là nghiêm ngặt vấn đề này. Vậy ở cái Việt Nam bên bờ vũ trụ này thì Lê Tùng Vân đã, cái ngoài cái chuyện tôi nói là lừa đảo này, rồi lợi dụng vào tôn giáo để lừa đảo này, vâng, ba tội, thì cái tội mà loạn luân tôi cho rằng là cái tội trầm trọng nhất, nghiêm trọng nhất và không phải một. Đồng bà con, hiện nay có rất nhiều đứa trẻ trong đó trùng gen với Lê Tùng Vân. Như vậy, cái điều đó đáng nhẽ các nước nó cũng phải lên án cùng với Việt Nam, đúng không? Và phải yêu cầu trừng trị thích đáng cái kẻ gây ra được cái câu chuyện mà nó làm băng hoại đạo đức của xã hội như vậy. Thế nhưng không, chúng lại vẫn cứ quay vào và hiện nay chúng lại còn đang có cái, những cái luận điệu là có vẻ như Việt Nam đang xử lý oan cho Lê Tùng Vân, rồi lại nhằm vào một cái cơ sở tôn giáo, mà trong khi đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định đây là một cái nơi mà gọi là mạo danh thôi, chứ còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam không công nhận đó. Họ tuyên bố họ theo đạo Phật, nhưng hôm Noel vừa rồi thì họ lại trang trí ông già Noel rồi cây thông Noel để đón đón ngày Giáng sinh đó. Chính vì vậy cho nên ở đây là một vấn đề vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng và chắc chắn sẽ phải bị xử lý. Thế nhưng ngược lại thì rõ ràng như tôi vừa phân tích bà con, đối với những cái đài lớn như BBC, RFA, VOA, RFI vân vân thì lại tự nhiên lại đưa ra những cái lập luận, đưa ra những cái bài viết mà nó xuyên tạc một cách trắng trợn như vậy. Họ không thể xấu hổ, họ không không phải là không đủ tầm lớn, mà thực ra họ đang nhằm cái mục đích đó là phá hoại, nhằm làm sao không cho Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh đạo trên cái đất nước Việt Nam được. Nhưng như vậy là nó đi ngược lại ý đảng lòng dân Việt Nam, và như vậy thì sẽ không bao giờ họ đạt được cái điều đó đâu. Ở đây thì tôi xin trích đến bà con một bài viết của bạn Quang Hoa Tú, một cái nick tên là Quang Hoa Tú, đăng trên trang cá nhân của mình. Phải tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bà con biết tại sao sổ khám Tịnh Thất Bồng Lai phải cẩn trọng như thế nào chưa? Lực lượng chức năng điều động tới rất đông, mặc dù Tịnh Thất chỉ cần 20-30 chiến sĩ cảnh sát là có thể khống chế được. Thế nhưng vẫn phải huy động tới cả 100 cảnh sát phòng ngừa từ xa, không để những kẻ không liên quan tiếp cận. Hôm ấy như chúng ta đã biết thì thậm chí còn có cả hệ thống để không cho các mạng di động có thể phát được những cái thông tin ra ngoài để chúng dựa vào đó để chúng xuyên tạc. Vâng. Như Trung tướng Tô Ân Sô từng phát biểu, để bắt giữ những đối tượng nổi tiếng không hề dễ dàng, phải xem xét và tính toán rất kỹ lưỡng. Khi họ có đông đảo những kẻ mù quáng hoặc những kẻ cố tình mù quáng để sẵn sàng xuyên tạc, chống phá đất nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thì mọi chuyện không thể hấp tấp vội vàng. Vâng, tôi xin nói với bà con, ngay cả bà con thấy như mẹ con thì cần thịt thêu. Đó, rất nhiều người bảo ui dồi, sao nó láo toét, nó vi phạm trắng trợn như vậy mà sao an ninh nhà mình cứ để cho nó nhu nhơ như vậy. Nhưng không phải, hôm nọ Bảo Trâm cũng đã phân tích cho chúng ta nghe, để bắt giữ một người ở đất nước Việt Nam chúng ta nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Đấy, chính vì vậy cho nên là Bảo Trâm có thể cho một vài ý kiến về cái vấn đề này để cho bà con hiểu thêm không? Phải nói thật là chúng ta thấy thế này, về cái nguyên tắc của tội phạm ở Việt Nam thì thường là anh phải bắt giữ quả tang. Đấy, chúng ta phải thấy ngay cả cái từ thời bao công, chúng ta xem phim bao công chúng ta cũng thấy đa số là bao công cũng phải bố trí để bắt được quả tang. Đấy, thì lúc đó thì mới luận tội được. Thế thì đấy, đúng, rất trong chứng. Và thứ hai nữa là phải nói thật là nhiều lúc là ông ấy phải bố trí cho để phải bắt quả tang, rồi thì lúc ấy bắt đầu mà là nó mới không cãi được,
bọn bọn vì bọn nhiều nhiều bọn nó cãi rất giỏi, bà con phải hiểu như thế. Ngay bây giờ chúng ta phải thấy thế này nhá, có đến mấy chục gọi là tên luật sư mà chúng học luật là nói nó học cho tốt nghiệp đây học luật, nhưng hiện nay nó đang đứng ra để nó cãi cho cái bọn ấy. Mà ở đối với Việt Nam chúng ta thì trước đây thì tôi không dám nói, nhưng bây giờ nhé thì luật sư được phép cãi thoải mái, và nếu đúng thì tòa phải chấp nhận đấy. Cho nên chúng ta phải thấy nó là như vậy, cho nên là rất khó. Thứ hai nữa là ở đất nước chúng ta ấy, thì chính vì cái chuyện mà bọn hoạt động chống đối, tôi nói ví dụ như mẹ con thì Cấn Thị Thêu thì trình độ học rất thấp, nhưng nó lại được hẳn đại sứ quán Mỹ nó tư vấn đấy, thường xuyên gặp vào cho vào trong người nó gặp, và chính vì vậy cho nên nó được tư vấn, cho nên nó rất lung linh. Vâng, chứ nó không phải như chúng ta chỉ là người dân bình thường thì chúng ta còn không dám ngông nghênh như nó, nhưng nó là được hứa hẹn rồi được tư vấn, được cố vấn đó. Nhưng nói như vậy để bà con chúng ta mới thấy là để bắt được vụ án, nhất là các cái vụ án mà cái bọn chống đối này, mà để cho bản thân chúng tâm phục khẩu phục, để cho các nước thù địch đối với Việt Nam nó không lên được tiếng, hoặc nó lên tiếng cũng chỉ là những cái chứng cớ gọi là không thuyết phục, thì đấy cho nên các lực lượng an ninh cũng rất vất vả như vậy đấy. Và Bảo Trâm là người đã từng đã rất nhiều lần đứng ra tố cáo, nhưng mà họ bảo hiện nay vẫn chưa đủ chứng cứ để bắt được. Đó, tôi nói ngay như bà con có nhớ hồi tôi thấy là bà con rất nhiều người gọi điện về cho tôi bảo rằng anh Lân ơi, thế sao Dũng có va nó chống đối như vậy mà sao lực lượng an ninh không bắt, không không chứ nó chưa đủ chứng cứ, mà nó là một trong những con cáo già. Báo cáo bà con như vậy, chính vì vậy cho nên là nó đã nắm được luật đấy. Hay là như vừa nãy Bảo Trâm có nói đến một cái tên nó rất hiểu nhá, thì nó Võ bảo An, à, rõ ràng nick luật của nó sư là Võ An Đôn, An Đôn Võ, luật sư Võ An An Đôn Đôn ấy. đấy, nick của nó lập ở nói, nhưng nó biết là hiện nay cái máy cái hạng mạng Facebook này này là cái máy chủ chưa đặt ở Việt Nam, cho nên lực lượng an ninh Việt Nam không thể khẳng định đó là của nó. Chính vì vậy cho nên nó cãi là không phải của tôi đấy, cho nên nó hiểu đến một chung, nó cũng hiểu đến mức như vậy đấy bà con ạ. Cho nên nó thật khó cho lực lượng an ninh, chứ không phải là cứ mỗi lúc chúng ta cứ nghĩ là đấy nó như vậy thì chúng ta có thể Anh này là bạn sẽ gần bị đây lừa. nhất là Nguyễn Đình Thắng, khi mà tôi tập hợp bằng chứng nó in ra giấy thì tôi lên làm việc, tôi tố cáo, người ta nói thẳng là mời Nguyễn Đình Thắng lên hỏi nó đây là có phải bài viết của anh đăng lên Facebook cá nhân không, nó từ chối. Và khi người ta mở Facebook nó ra thì Facebook nó vẫn có bài khác vừa đăng ra xong cách ít phút. Có nghĩa là gì? Facebook của Nguyễn Đình Thắng là bọn nó là có một nhóm người điều hành, nên là không chứng minh được, nó có chứng minh được là nó đâu. Nên là ngay như Facebook của Thúy Hạnh cũng thế, đây là cái chiêu trò dẫn chủ. Facebook Thúy Hạnh hay Đoan Trang bị bắt thì Facebook của Thúy Hạnh vẫn hoạt động bình thường. Đấy, một loạt những bài viết đăng lên mà hiện nay là có 4-5 người đang cùng quản trị cái trang Facebook Nguyễn Thúy Hạnh ấy. Ví dụ như là Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Hoàng hay là Lã Việt Dũng, vân vân. Thành ra là không chứng minh cái bài viết trên Facebook của nó bảo không phải của tôi. Đây, bằng chứng nhất, tôi đang ngồi với các anh ở đây nhá, đang bị lên phường làm việc nhá. Tại sao Facebook lại vừa có người đăng bài đấy? Đấy. Đấy anh ạ, đấy là chiêu trò bọn chúng. Đấy, mà máy chủ nó không ở Việt Nam cho nên rất là khó, nó thật là như vậy. Vâng, và chính vì vậy cho nên báo cáo với bà con qua cái phân tích của Bảo Trâm thì chúng ta mới thấy rằng đối với đất nước Việt Nam chúng ta là vì đang có hiến pháp và luật pháp rất nghiêm chỉnh, cho nên lực lượng an ninh cũng không thể làm bừa được đâu. Các chiến sĩ an ninh mà làm bừa thì chính các chiến sĩ an ninh sẽ bị xử lý. Tất nhiên có, chúng ta phải khẳng định là ở đất nước chúng ta cũng có những câu chuyện bị oan uổng nhưng không phải là nhiều đó. Chính vì vậy cho nên tôi mới nói với bà con là đã nhiều lần tôi đã nói với bà con không phải lúc nào họ xưng là cảnh sát và chúng ta phải sợ họ, đúng không? Chúng ta có lập luận của chúng ta chứ có cái gì đâu. Và chính vì vậy bọn các bọn hoạt động chống đối ấy, nó cũng lợi dụng vào cái chuyện đó và nó cũng tìm hiểu, cho nên là nhiều lúc nó có những cái, tôi nói ngay như tên Lê Trọng Hùng vừa bị xử đấy, thì nó cũng đã rất nhiều lần nó đến tận hẳn sở công an Hà Nội để nó chống đối, rồi nó live stream, rồi nó làm đủ trò, nhưng mà lúc đó cũng chưa bắt giữ xử lý nó được. Mà sau này thì khi bắt đầu có đầy đủ tội lỗi chứng cứ thì lúc đó lực lượng an ninh họ mới bắt giữ được, và lúc đó bọn chúng mới phải tâm phục khẩu phục. Vậy mà nhiều lúc bà con thêm bắt giữ rồi, tội phạm nhận rồi, tòa xử rồi, thế mà Mỹ và các nước, các tổ chức thế giới vẫn cứ lên tiếng là thả tù nhân lương tâm rồi bắt qua bắt giữ oan rồi vân vân và mây mây đấy, cho nên rất khó. Và quay trở lại với việc sự sự kiện Tỉnh Thất Bồng Lai thì tôi xin có ý kiến thêm với bà con một chút thế này đấy. Sự việc tại Tỉnh Thất nhìn bằng mắt thường
đa phần công chúng đều nhận diện được dấu hiệu trục lợi. Mặt mũi những thành viên trong chùa giống nhau tới mức xét nghiệm ADN chỉ mang tính hình thức. Rõ ràng là vậy, nhưng vẫn có một nhóm rất nhiều người cả trong và ngoài nước khóc thuê, cổ suý cho Thiền An với những mục đích rất rõ ràng, thể hiện sự bất mãn tới vô lý với chế độ, với nền hòa bình, dân tộc đang được ngày ngày vun đắp xây dựng. Mặc dù đã được dư luận, đặc biệt là CL Đại Nam tiên phong mở đường vạch mặt để bà con nhận diện rồi với sổ khám, nhưng cũng không thể thức tỉnh nổi nhóm người điên cuồng chống phá này. Báo cáo bà con, cho đến lúc này nhé, các chương trình truyền hình lên tiếng, công an đã công khai họp báo, vâng, và đã quyết định tất cả như vậy. Nhưng rất nhiều người hiện nay vẫn đang nói rằng đấy chỉ là tin giả, nhạc tin giả. Không ai dám bắt Tịnh Thất Bồng Lai. Và thậm chí bọn chúng còn đưa những cái bức ảnh nói rằng không những chính quyền không bắt Tịnh Thất Bồng Lai mà còn đang cho phép ở đó xây dựng một cái nhà không biết mấy lần. Đấy, cho đến giờ phút này mà vẫn còn như vậy. Tôi xin hỏi bà con, thật là khó cho lực lượng chức năng của chúng ta, đúng không? Đến giờ này mà tôi cũng không hiểu là tại sao hiện nay có một cái nhóm rất đông vẫn ủng hộ cho cái Thiền An bên bờ vũ trụ ấy. Rồi thậm chí của võ câu chuyện của Võ Hoàng Yên cũng vẫn đang ủng hộ. Rõ ràng là một điều xấu xa đến mức không thể chấp nhận được rồi. Mà không hiểu tại sao vẫn có một nhóm fan cuồng, tôi gọi là một nhóm fan cuồng, chúng mù quáng đến cái mức như vậy. Thì thật là khó cho lực lượng chức năng của Việt Nam chúng ta. Có thể nói rằng hiện nay ấy, thì ngay cả cái chuyện báo cáo với bà con rằng các chiến sĩ công an khi đặc biệt là lãnh đạo của công an Long An ấy, khi đưa ra những cái quyết định nó cũng khó vô cùng. Lê Tùng Vân đã 90 tuổi, báo cáo bà con là như vậy. Và chính vì vậy cho nên là bắt giữ thì cũng dở, mà không bắt giữ thì cũng dở. Tội của nó nặng lắm, báo cáo bà con. Ba tội của Lê Tùng Vân nặng lắm. Nếu như mà còn là người tuổi trẻ thì có lẽ là sẽ không bao giờ được trở về với cuộc sống. Thế nhưng đối với một cái con người như vậy thì các chiến sĩ đã phải tính toán rất nhiều. Và sau nhiều lần tính toán rồi xin phép thì cuối cùng quyết định là vẫn khởi tố, nhưng mà vẫn phải chấp nhận để cho nó được ở tại ngoại, tức là cấm đi khỏi nước cư trú thôi. Thế tôi nói để bà con chúng ta phải thông cảm. Và cũng từ cái chuyện, những cái câu chuyện nó khó khăn về mặt luật pháp như vậy, và về cái chuyện tức là cái sự dòm ngó của các thế lực thù địch ở nước ngoài, rồi cái sự dòm ngó rồi cái bọn của cái bọn chống đối trong nước, mà rất nhiều kẻ nó cũng có trình độ, thì rõ ràng nếu lực lượng an ninh của chúng ta mà làm việc không tốt thì nó sẽ xảy ra những cái hậu quả rất là khó lường trước được. Và qua cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai và trước đây những câu chuyện trước đây như của Dũng Vương Va, của mẹ con nhà Cấn Thị Thêu và rất nhiều các cái câu chuyện khác, thì chúng ta mới thấy rằng thật là vất vả cho đất nước chúng ta, đúng không? Tưởng rằng sau khi hòa bình lập lại, sau khi đánh đuổi được đế quốc Mỹ, sau khi được giải phóng được đất nước, thì chúng ta chỉ việc coi như là dành sức lực để xây dựng cái đất nước chúng ta càng ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ. Nhưng không, không một lúc nào có thể nói rằng đất nước chúng ta không có những thế lực thù địch dòm ngó và chọc ngoáy. Và chính vì vậy cho nên đối với người dân chúng ta thì tôi đề nghị tất cả chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong khi cập nhật thông tin, nhất là bây giờ lại có cái mạng xã hội, chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Thứ hai là chúng ta phải ủng hộ những cái tốt và chúng ta phải lên án, phê phán những cái xấu. Và điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào lực lượng an ninh của Việt Nam đang làm việc rất đúng, rất đầy đủ. Tất nhiên đây đó, ở chỗ này chỗ kia vẫn còn có những câu chuyện phiền lòng, nhưng nếu tính về tổng thể thì đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam, thì chúng ta vẫn đang đi đúng hướng. Và đối với đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ thì nó đang ở trong cái thế kìm cạch rất là lớn. Chúng ta thấy ngay cả chúng ta đang ở cạnh một cái anh hàng xóm khổng lồ như xấu bụng cũng đã là rất khó khăn cho lãnh đạo của chúng ta rồi. Vậy chúng ta cứ tưởng tượng mà xem thôi, ở một gia đình chúng ta đã rất là khó khăn trong vấn đề ngoại giao, đây cả một đất nước, đúng không? Làm sao giữ được cái hòa khí đối với tất cả các nước thì chúng ta mới phát triển được. Rồi lại làm sao giữ được cái hòa khí với cái anh hàng xóm, và đặc biệt ở trong nước cũng vậy thôi. Qua đây thì tôi đề nghị tất cả người dân chúng ta hãy có trách nhiệm với đất nước của mình, và chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết
để chúng ta không thể để cho các thế lực thù địch nó có thể chọc máy, nó có thể gây chia rẽ ở với đất nước chúng ta. Và một trong những cái điều đó thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Quay trở lại câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai, thì xin báo cáo bà con, nếu tất cả những ai mà hiểu về luân thường đạo lý thì đều khẳng định đó là một tổ quỷ, đó là một ổ quỷ, một ổ rác rưởi mà cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội của chúng ta. Thế nhưng hiện nay các thế lực thù địch ở bên ngoài thì đang lợi dụng vào các câu chuyện đó để xuyên tạc tình hình ở trong nước. Bọn chống đối ở trong nước thì chúng cũng lợi dụng vào cái đó để xuyên tạc và kích động chống đối chính quyền. Và một số kẻ phan cuồng hiện nay thì chúng cũng đang có những cái hành động, có những cái lời nói mà kích động. Thực ra thì đối với tôi, ví dụ như tôi cũng đã khuyên rất nhiều người ở trên mạng xã hội, mà kệ chúng nó có mồm nó cứ nói, đường ta cứ đi. Thế nhưng nhiều bà con thì cũng vẫn cứ đứng ra để tranh luận với chúng nó, nhưng tôi thì nghĩ khác. Và tất cả chúng ta cũng phải khẳng định rằng hiện nay lực lượng an ninh với vụ Tịnh Thất Bồng Lai, với vụ Thế Nam Bên Bờ Vũ Trụ là đang làm rất đúng. Và thực ra có nhiều người nói rằng đáng nhẽ phải làm cái việc này từ lâu rồi, bây giờ làm cũng đã là muộn. Nhưng như chúng ta vừa nghe phân tích của Bảo Trâm thì rõ ràng để mà xử lý được một vụ việc nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bảo Trâm có thể cho thêm một vài ý kiến đi không ạ? Vâng, lại nói về xử lý các vụ mà tuyên truyền chống nhà nước ấy, hay mình hay gọi là phản động anh, thì trước hết ấy, là người ta sẽ phải căn cứ Facebook, nó đăng lên Facebook, người ta sẽ in các cái bài viết từ Facebook nó ra giấy. Và khi bắt nó ấy, là yêu cầu nó ký xác nhận vào đấy, cái tờ giấy này là in đúng như nội dung ở trên Facebook của nó. Nhưng nếu nó không ký vào, nó không thừa nhận vào, nó bảo là Facebook nó không phải của tôi, ai lập ra, ai đăng, thì người ta phải chịu. Người ta phải chịu. Đấy. Đấy ạ. À, hay là ngay như trường hợp thằng Phạm Thành ấy, nó viết cái cuốn sách về Tổng Bí Thư. Mà trong khi nhá, là người ta nó đầu tiên nó chối, về sau người ta đưa ra cái quyển sách mà nó là tác giả, nó ký tặng, thì nó vẫn còn chối. Mà thực ra cái đám luật sư dẫn chủ ấy mới là đáng trách. Khi mà nó thừa nhận rồi nhưng mà cho tiếp xúc luật sư toàn xui nó, lách luật thôi. Lẽ ra luật sư ấy là nhiệm vụ là cãi cho ra vấn đề để tránh oan sai. Nhưng luật sư dẫn chủ thì chỉ có xui cái thân chủ của mình ấy là lách luật hoặc là cãi bày bây, làm cho vụ án nó đang trôi chảy thì nó không lại. Em nói anh ấy, cái vụ của Hồ Duy Hải cũng thế. Nó thừa nhận sau khi mà cơ bản hoàn thành giai đoạn điều tra, cho tiếp xúc luật sư bắt đầu mới xui. Các luật sư dẫn chủ trong đó có Võ An Đôn ấy, mới xui, thì nó mới bật ngược lại, mới gây rắc rối như bây giờ. Còn bình thường nó thừa nhận hết rồi mà, anh ạ. Nhưng luật sư nó hiểu luật, nó biết là cái lỗ hổng của quá trình tố tụng. Nên là những cái bọn mà phản động mà hay tuyên truyền nhà nước trên Facebook ấy, người ta đầu tiên là in cái Facebook ra, các tờ giấy A4 một sấp này, xong yêu cầu nó ký vào xác nhận đây là sao y in lại từ Facebook của tôi. Nó ký vào, ký nháy vào từng tờ một, mấy nghìn tờ, mấy vạn tờ ấy. Mà nếu mà nó không ký vào, nó không thừa nhận là mình cũng đành chịu đấy, không được coi là cái tăng vật vụ án đâu anh. Đấy, cái vấn đề mình hiểu chứ anh. Đấy, thế cho bà con xem. Thằng Lân Thắng bị gọi Lân Thắng bị gọi hai lần ra công an nhé, mà nó đều chối. Nó bảo là không phải bài viết đấy, nó gây xôn xao dư luận, hay gây bất bình cựu chiến binh như cách đây mấy năm ấy. Nó cứ chối, nó bảo không phải của nó. Anh ạ, đấy. Mời anh. Đáng bà con thì ngay cả cái chuyện là tại sao các chiến sĩ chúng ta bắt bọn tội phạm buôn ma túy đấy, cứ phải dình nó trên đoạn trên đường chở đấy và bắt quả tang luôn thì lúc thì nó mới chịu. Chứ còn thậm chí nếu như nó vứt được đi rồi mà, thì nhiều lúc là chúng ta cũng còn không thể luận tội được nó cơ. Chính vì vậy cho nên đấy, làm công tác an ninh nó cũng rất là phức tạp như vậy, chứ nó không đơn giản như chúng ta cứ nghĩ là đơn giản là đấy, nhìn chúng tôi nhìn thấy nó hoạt động cái rồi, đúng không? Bắt được rồi, không phải, nó không đơn giản như vậy. Vâng, kính thưa bà con, thời lượng chương trình thì cũng đã dài. Vâng, rất cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn truyền tải đến bà con cái thông tin về cái các thế lực thù địch bên ngoài, nó luôn luôn nhỏ ngó vào đất nước chúng ta để nó xuyên tạc khi ở đất nước chúng ta xảy ra bất cứ một câu chuyện gì. Và chính vì vậy chúng tôi cũng muốn gửi đến bà con cái thông điệp rằng chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, và hai nữa, không nghe vào những cái luận điệu xuyên tạc của chúng. Chúng ta phải, nếu tôi mong rằng mỗi chúng ta trở thành một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chúng ta phải
phản bác ngay khi có những cái luận điệu xuyên tạc như vậy. Có như vậy thì chúng ta mới giữ được chính cái an ninh cho bản thân chúng ta và cho đất nước chúng ta. Vâng, mục đích của chúng tôi, kênh Việt Vision và kênh Doãn Như Lân này thì không có cái mục đích gì ngoài đó là nói lên sự thật, và thứ hai là phách bật những cái luận điệu xuyên tạc. Tiêu chí của chúng tôi trước sau vẫn là như vậy, và chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của bà con gần xa. Chúng ta cùng chung tay để bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vâng, rất cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình. Xin được hẹn gặp lại bà con ở những bản tin tiếp theo. Vâng, xin chào anh.